Câu hỏi tiếp theo là người cắt tỉa cây, đốn và cưa gỗ và người làm thịt cá với lại gia cầm thì có phải là vi phạm đạo đức tình thương không hả chú? Nếu mà họ muốn học energy thì làm sao để mà học thành công? Câu hỏi này dài dòng lắm, chú không thể trả lời trong một cái thời gian ngắn này được đâu. Nhưng mà anh chị em phải hiểu rằng trong cái định luật của sự sống này, chúng ta chưa có một cái đáp án nào khả thi hơn. Thì vậy chúng ta phải đi theo cái định luật của sự tiến hóa và chúng ta phải cần ăn uống, ngủ nghỉ và những động thực vật là một nguồn năng lượng để giúp cho chúng ta có sự sống. Nếu cây cỏ thực vật, động vật không có thì chắc chắn là chúng ta không tồn tại đâu. Thành ra trong cái lĩnh vực này thì chúng ta sẽ nghiên cứu trong những lĩnh vực sâu sắc hơn, kế tiếp hơn và đòi hỏi chúng ta có nhiều thời gian hơn nha. Nhưng mà anh chị em đừng có ngại, là anh chị em đừng có sợ là chúng ta vi phạm đâu. Không có vi phạm đâu. Chú trả lời ngắn gọn là không có vi phạm. Còn trả lời sâu sắc hơn nữa thì chú sẽ trả lời cho anh chị em từ lớp 3 tới lớp 4 trở lên để anh chị em hiểu rõ tất cả những sự việc trong cái lĩnh vực đóng góp của động vật và thực vật. So the next question that I asked Mr. Lee is, with individuals who have occupations like tree removal service or butcher, does it mean that they violate the five forms of love and morality? If they want to learn NLG successfully, what should they do? And Mr. Lee said that this question, it's really hard to answer this question in today's live stream, and he would like to answer those questions in level 3 and level 4 NLG class. However, he wants to simplify this, and he said that not violate the five forms of love and morality. He said that, you know, in this earth, in order for us to survive, we do need our animals and plants, you know, because we eat them. But, you know, it's just because we want to survive. Now, don't worry too much about this. If that's your job, your questions will be answered when you enroll into level 3 and level 4 energy classes. Yeah. Right, did that. Yeah.